bài giùm Thảo đi bớt. Trong khám lành tôi mới về Di Giang, nhớ vợ hiền và nhớ đứa con thơ, nhớ mái nhà tranh dột nát tiêu điều, nghĩ giờ tấn anh tù tôi như chim lòng cá trâu. Em ơi cam lớn BC là nỗi chi ly tình chồng nghĩa vợ, nếu thật dạ thương anh hãy đợi lúc anh về. Hay. Quá hay. Em đến thăm anh trong một buổi chiều, tại anh rung rung cố gắng dòng lệ, hỏi thăm chuyện gia đình có mạnh khỏe không. Nhớ ngày nào mình còn sống bên nhau, anh thường kể cho em nghe chuyện vui buồn trong thì. Mà giờ đây mỗi đứa một con đường, em ở quê nhà còn anh vướng vào vòng lao lý. Rồi thứ năm khi mặt trời vừa ló vàng, chứ đúng 8 giờ thì quản giáo nó gọi tên anh. Chân anh bước đi mà lòng nghe đau xót, nhìn xuống đôi tay đủ con đĩ mẹ nó cặp chồng số tam. Em ơi cô nén đau thương đứng trước phiên tòa, nghe tòa kêu án 9 năm tù ở, mà anh muốn bóp giấy anh chết mẹ cho rồi. Tay em bế con thơ tay sách giỏ tâm trầm, nhìn cách bộ hành kẻ qua người lại, họ chăm chú nhìn vào đoàn xe dẫn dài anh đi. Ồ, có ai về thị trấn Hóc Môn cho tôi nhắn lời đôi câu với vợ hiền, nói rằng anh ở tù lâu, ở trong cam lớn bề xề chí hòa. Thôi giờ con nuôi đã sắp hết, em phải quay về còn anh cất bước trở vào trong. Em đi mà dòng lệ